hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề chạy quảng cáo tin nhắn ở trên tiktok nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái nền tảng ứng dụng thứ ba như là messenger facebook hay là whatsapp hoặc là zalo vậy thì để tạo một cái chiến dịch chạy quảng cáo để kéo cái lượng khách hàng về trên những cái ứng dụng chat đấy thì chúng ta sẽ làm như thế nào để bây giờ các bạn quan sát nhé bước đầu tiên các bạn bấm nút tạo chiến dịch giúp mình ở đây thì các bạn chọn vào cho mình phần đó chính là phần tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các bạn sẽ tắt cho mình cái chiến dịch smart đi nhé Tiếp đến đó chính là phần tên chiến dịch các bạn sẽ đặt Messenger Messenger các bạn. Rồi các bạn sẽ ấn vào nút tiếp tục giúp mình. Ở cái phần số 2 đó chính là phần địa điểm tối ưu hóa. Thì ở phần này các bạn sẽ chọn cho mình là phần ứng dụng nhắn tin tức thì đúng không ạ? Hôm trước chúng ta tìm hiểu về cách để chúng ta chạy quảng cáo tin nhắn trực tiếp trên TikTok rồi. À, có nghĩa là chúng ta chạy quảng cáo là người khách hàng họ sẽ nhắn tin vào đến ứng dụng TikTok của chúng ta còn trong trường hợp ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái cách để chúng ta chạy đến cái ứng dụng như là của messenger của whatsapp hoặc là của một số những cái ứng dụng khác ví dụ như là zalo đúng không ạ hiện tại thì trên giao diện tài khoản này chỉ đang hỗ trợ ở hai cái định dạng chính là messenger và whatsapp trong tương lai thì tiktok sẽ update thêm cho chúng ta những cái khác như là zalo hoặc là một số những cái đường liên kết khác các bạn nhé rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái nền tảng là messenger đối với messenger thì chúng ta sẽ nhập cái gì đầu tiên thì chúng ta cần phải nhập ID trang để lấy ID trang ấy, thì các bạn sẽ làm cho mình như sau bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong cái trang fanpage mà các bạn muốn liên kết sau đó các bạn sẽ tiến hành là copy cái đường liên kết trang fanpage của chúng ta tiếp đến các bạn sẽ tiến hành là vào ở trong cái trang là file facebook.com và các bạn sẽ sao chép cái đường link liên kết của chúng ta và dán vào đây sau khi các bạn đã tiến hành là dán đường link của cái trang fanpage vào đây các bạn ấn nút là file number id để chúng ta lấy cái ID của trang fanpage các bạn nha thì nó sẽ hiện cái uh, ID fanpage của chúng ta ở đây thì các bạn sao chép cho mình cái này nhé. Và các bạn tiến hành là dán vào đây các bạn nhé. Để kiểm tra chính xác rằng là cái ID chính xác rồi thì các bạn có thể là kiểm tra ở đây, trên chuột vào iOS hoặc Android thì nó sẽ hiện ra một cái mã các bạn có thể quét để test thử một cái đơn. Còn trong cái trường hợp mà các bạn sử dụng WhatsApp, chúng ta click vào ô WhatsApp và chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại WhatsApp của chúng ta. Và các bạn nhớ là cái số điện thoại này phải là uh, đã đăng ký tài khoản WhatsApp chúng ta các bạn nha. Rồi ở đây thì mình sẽ Thực hiện là chọn quảng cáo là ứng dụng Messenger, mình sẽ nhập ID trang của mình vào à, Các bạn kéo xuống phía bên dưới, à, ở những cái mục khác như là phần cái nhóm target khách hàng mục tiêu thì các bạn vẫn thiết lập như là bình thường Ví dụ nhóm khách hàng của mình là từ 18-34 tuổi Ngôn ngữ thì sẽ chọn là tiếng Việt và quan tâm đến khả năng chi tiêu cao và quan tâm đến dịch vụ kinh doanh Ví dụ như mình làm về các lĩnh vực về truyền thông marketing online thì mình sẽ chọn cái này Đấy, Các bạn sẽ chọn vào trong cái sở thích hành vi liên quan đến sản phẩm của bạn nhé ở đây có rất là nhiều những cái mối quan tâm hành vi hôm trước thì mình cũng đã phân tích cho các bạn rồi đấy các bạn sẽ chọn vào cái những cái sở thích hành vi mối quan tâm liên quan đến sản phẩm của bạn đang kinh doanh các bạn kéo xuống phía bên dưới chúng ta sẽ đến phần ngân sách ví dụ ngân sách ở đây là số tiền bạn muốn chi tiêu một ngày ấy ví dụ như ở đây mình sẽ chạy ngân sách là 500 trăm ngàn hoặc là 300 trăm ngàn hoặc các bạn mới chạy cũng có thể là chạy ngân sách nhỏ hơn lịch phát thì mình vẫn sẽ chọn cái múi giờ vào cái múi giờ mà khách hàng của mình hoạt động chính là từ khoảng 8 giờ cho đến tầm mình bên mình chỉ làm giờ hành chính thôi thế nên là mình sẽ chạy từ 8 giờ cho đến tầm uh, 5 giờ chiều là là mình sẽ tắt quảng cáo các bạn nếu như các bạn có thể làm ca tối thì các bạn có thể là chọn thêm cái múi giờ và các bạn cũng phải dựa trên cái khách hàng của bạn là họ sẽ hoạt động chính vào giờ nào đấy ví dụ như cái tệp văn phòng thì chúng ta sẽ chạy vào giờ nghỉ là chính còn nếu như mà cái tệp mà À, thức khuya thì các bạn cũng có thể là tăng thêm cái thời gian đấy nhưng mà khi mà các bạn chạy messenger á, thì các bạn cố gắng là chúng ta phải xử lý cái hội thoại sớm bằng cách là chúng ta phải trực hoặc là phải có công cụ ai hoặc là chatbot để hỗ trợ chúng ta tương tác với khách hàng ngay thì khả năng chúng ta chuyển đổi sẽ cao hơn nhé thì đây cũng là một cái điều rất là quan trọng và các bạn để xây dựng được cái kịch bản chat và chốt sale rồi tiếp đến các bạn kéo xuống bên, bên dưới thì ở cái mục giá thầu này à, chúng ta sẽ chọn là mục tiêu ối hóa là được cuộc trò chuyện ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là chọn nhóm sự kiện tin nhắn này các bạn ấn nút kết nối nhóm sự kiện tin nhắn mới giúp mình nhé và các bạn cũng có thể là liên kết với một số những cái ứng dụng như là Havaran, Landing Page hoặc là một số những cái ứng dụng khác trong cái trường hợp mà các bạn liên kết và sử dụng những cái nền tảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng kết ha thì trong cái trường hợp mà các bạn kết nối với kết rồi á thì các bạn cũng có thể là kích vào trong cái trang fanpage vào đây đấy và các bạn sẽ tiến hành là ấn nút ủy quyền để tiến hành là Uh, kết nối cái tài khoản Pancake và sau khi các bạn là tiến hành là kết nối xong á thì các bạn sẽ nhớ là copy đúng cái ID của cái tài khoản quảng cáo này nó nằm ở trên thanh công cụ chúng ta ở đây các bạn sẽ tiến hành là dán cái ID vào đây nhé click vào đây và chọn lệnh ủy quyền giúp mình như vậy thì các bạn đã tiến hành là thiết lập và kết nối cái sự kiện uh, chuyển giao tức là chúng ta sẽ trả cái dữ liệu về trên tài khoản quảng cáo để giúp chúng ta có thể là đồng bộ hóa được cái uh, dữ liệu từ cái việc là quảng cáo TikTok trong cái một số cái trường hợp ấy là cái ID ở trong cái pan kết nó khác với lại cái ID lúc nãy các bạn lấy Thì các bạn nhớ là sẽ vào ở trong cái quảng cáo và sửa lại cái ID Đây các bạn sẽ sửa lại cái ID ở đây nhé ID trang Facebook đúng với lại là cái ở trong cái ứng dụng pan kết Bởi vì có một số cái trang fanpage là cái ID của trong pan kết và ID ở đây chúng ta lấy nó khác nhau Thế nên là nó sẽ không nhận được cái sự kiện Sau đó thì các bạn sẽ ấn nút tiếp tục giúp mình ở cái phần số 3 đó chính là phần sử dụng tài khoản TikTok để phân phối Spark Ads Thì lúc này các bạn sẽ click bật cái này lên giúp mình nhé Và các bạn sẽ chọn cái tài khoản mà các bạn muốn chạy quảng cáo Mình sẽ click vào trong cái kênh TikTok mà mình muốn lấy video chạy quảng cáo các bạn nhé Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành là thêm video và các bạn sẽ lựa chọn những cái video Ở đây các bạn sẽ lọc cái video hoặc hình ảnh này Hoặc là chỉ lọc video hoặc là chúng ta có thể chạy hình ảnh đấy ở đây thì mình sẽ chọn là video nhé rồi mình sẽ chọn nội dung dạng video và mình sẽ lựa chọn ba cái video mà mình muốn sử dụng để chạy quảng cáo. Đấy, mình sẽ chọn ba video các bạn nhé. Rồi sau khi mà lựa chọn được ba cái video mình muốn chạy quảng cáo xong á thì các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra lại cái lời kêu gọi hành động thì chúng thường là chúng ta sẽ để là gửi tin nhắn thôi các bạn nhé. Ok, thì nó sẽ hiện cái trạng thái một cái nút kêu gọi hành động ở đây. Thì lúc này chúng ta bấm á, nó sẽ chuyển qua khách hàng bấm nó sẽ chuyển qua ứng dụng chat ở trên Messenger hoặc là WhatsApp mà trước đó chúng ta kết nối nhé. À, tương tự nếu như các bạn muốn chạy nhiều nhóm quảng cáo chúng ta sẽ à, tạo bản sao ở đây có thể đổi target hoặc là đổi cái nội dung quảng cáo để có thể là tăng được cái hiệu suất của chiến dịch và sau khi các bạn đã thiết lập xong rồi các bạn ấn vào nút phát hành tất cả giúp mình nhé là hoàn tất các bạn nhé như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn tất về cái việc chạy quảng cáo để tạo cái uh, tăng cái lượt uh, nhắn tin thông qua ứng dụng của bên thứ ba cụ thể ở đây thì mình đã sử dụng cái nền tảng messenger hoặc là whatsapp và nếu như các bạn đang muốn gia tăng cái khách hàng tiềm năng và dẫn cái khách hàng về trong một cái kênh chat mà các bạn yêu thích hoặc là doanh nghiệp của bạn đang ưu tiên sử dụng thì các bạn có thể tham khảo nhé. Và các bạn nhớ thực hành để có thể là uh, tạo chiến dịch quảng cáo tin nhắn ở trên TikTok thành công.